sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Một La Mã, tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Một nhỏ, ôn tập văn bản thuyết minh. Văn bản thuyết minh có những tính chất gì? Nó được viết ra nhằm mục đích gì? Cho biết các phương pháp thuyết minh thường dùng. Hai nhỏ, viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. Đọc văn bản sau và cho biết văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối tượng nào. Văn bản có cung cấp được tri thức khách quan về đối tượng không? Văn bản đã vận dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu? Đồng thời, để cho sinh động, tác giả còn vận dụng biện pháp nghệ thuật nào? Hạ Long, đá và nước. Sự kỳ lạ của Hạ Long là vô tận. Tạo hóa đã biết dùng đúng chất liệu hay nhất cho cuộc sáng tạo của mình. Nước. Chính nước làm cho đá sống dậy, làm cho đá vốn bất động và vô tri bỗng trở nên linh hoạt. Có thể động đến vô tận và có tri giác, có tâm hồn. Nước tạo nên sự di chuyển, và sự di chuyển theo mọi cách. Có thể để mặc cho con thuyền của ta mỏng như lá tre, tự nó bập bềnh lên xuống theo con triều. Có thể thả trôi theo chiều gió, theo các dòng chảy quanh co phức tạp giữa các đảo. Cũng có thể thông thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi, trượt nhẹ và êm trên sóng. Có thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê dịch thanh thoát. Có thể bơi nhanh hơn bằng thuyền buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như bay trên các ngọn sóng lượn vun vút giữa các đảo trên cano cao tốc. Có thể thả sức phóng nhanh hàng giờ, hàng buổi, hàng ngày khắp các trận đồ bát quái đá trộn với nước này, mà cũng có thể như một người bộ hành tùy hứng, lúc đi lúc dừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, thẳng tắp hay quanh co, lao ra những quãng trống hay len lỏi qua các khe hẹp giữa các đảo đá, vân vân. Và các thập loại chúng sinh đá chen chúc khắp vịnh Hạ Long kia, già đi, trẻ lại, trang nghiêm hơn hay bỗng nhiên nhí nhảnh, tinh nghịch hơn, buồn hơn hay vui hơn. Hóa thân không ngừng là tùy theo góc độ và tốc độ di chuyển của ta trên mặt nước quanh chúng, hoặc độ xa gần và hướng ta tiến đến chúng hay rời xa chúng. Còn tùy theo cả hướng ánh sáng rọi vào chúng, hoặc đột nhiên khiến cho mái đầu một nhân vật đá trẻ trung, ta dừng đã quen lắm, bỗng bạc xóa lên, và rõ ràng trước mắt ta là một bậc tiên ông không còn có tuổi. Ánh sáng hắt lên từ mặt nước lung linh chỉ, khiến những con người bằng đá vây quanh ta trên mặt vịnh càng lung linh, sao động, như đang đi lại, đang tụ lại cùng nhau, hay đang tỏa ra, hoặc cũng rất có thể. Khi đêm đã xuống, dưới ánh sao chi chít trên bầu trời và chi chít sao động dưới cả mặt nước bí ẩn nữa, sẽ có cuộc tụ họp của cái thế giới người bằng đá sống động đó. Biết đâu. Để rồi, khi chân trời đằng đông vừa ửng tím nhạt, rồi từ từ chuyển sang hồng, thì tất cả bọn người đá ấy lại hối hả trở về vị trí của họ, mà vẫn còn nóng hổi hơi thở cuộc sống đêm chưa muốn dứt. Hạ Long vậy đó. Cho ta một bài học sơ đẳng mà cao sâu. Trên thế gian này chẳng có gì là vô tri cả, cho đến cả đá. Ở đây tạo hóa đã chọn đá làm một trong hai nguyên liệu chủ yếu và duy nhất của người để bày nên bản phác thảo của sự sống. Chính người là có ý tứ sâu xa đấy. Người chọn lấy cái vẫn được coi là trơ lì, vô tri nhất để thể hiện cái hồn ríu rít của sự sống. Thiên nhiên bao giờ cũng thông minh đến bất ngờ, đã tạo nên thế giới bằng những nghịch lý đến lạ lùng. Theo Nguyên Ngọc, Hạ Long, đá và nước, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, 2002. Ghi nhớ: muốn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca, vân vân. Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc. Hai La Mã, luyện tập. Một nhỏ, đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. Ngọc Hoàng xứ tội ruồi xanh. Do loài người phát đơn kiện, Ngọc Hoàng Thượng Đế mở phiên tòa công khai xứ tội loài ruồi. Ngọc Hoàng truyền cho vệ sĩ nhện điệu ruồi xanh lên điện, đập bàn thủy uy. Rồi kia, loài người kiện mi làm hại chúng sinh, mau mau khai ra tên họ, chủng loại và nơi ở. Rồi sợ hãi quỳ thưa trước vành móng ngựa.
con là ruồi xanh, thuộc họ côn trùng hai cánh, mắc lưới. Họ hàng con rất đông, gồm ruồi trâu, ruồi vàng, ruồi giấm. Nơi ở là nhà vệ sinh, chuồng lợn, chuồng trâu, nhà ăn, quán vỉa hè. Bất kỳ chỗ nào có thức ăn mà không đậy điểm, con đều lấy làm nơi sinh sống. Ngọc Hoàng yêu cầu Thiên Tàu tra sổ xác nhận rồi đọc cáo trạng. Bị cáo ruồi bị cáo buộc hai tội. Một là ruồi sống nơi dơ bẩn, mang nhiều vi trùng gieo rắc bệnh tật. Bên ngoài ruồi mang 6 triệu vi khuẩn, trong ruột chứa đến 28 triệu vi khuẩn. Chúng gieo rắc bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn, viêm gan B. Hai là ruồi sinh đẻ quá nhanh, vô kế hoạch. Một đôi ruồi trong một mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 8, nếu đều mẹ tròn con vui sẽ đẻ ra 19 triệu tỷ con ruồi, ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái. Một luật sư bào chữa nói, ruồi tuy tội nhiều nhưng nó cũng có nét đặc biệt. Mắt ruồi như mắt lưới, một mắt chứa hàng triệu mắt nhỏ. Trên ruồi có thể tiết ra chất dính làm cho nó đậu được trên mặt kính mà không trượt chân. Nếu con người biết bắt chước mắt ruồi mà làm máy chụp ảnh, mô phỏng chân ruồi mà làm giày leo núi cũng hay. Đó là những tình tiết giảm nhẹ tội cho ruồi. Ngọc Hoàng cân nhắc, tuyên phạt ruồi khổ sai chung thân, truyền cho chim chóc, cóc, nhái, thằn lằn, kiến, nhện ra sức giết bớt ruồi, không cho đẻ nhiều. Ngọc Hoàng lại còn nói với loài người, ruồi có tội mà con người cũng có lỗi. Con người phải thường xuyên đậy điểm thức ăn, làm vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh, chuồng trại phải theo xây lối mới, thì mới ngăn chặn ruồi sinh sôi và hạn chế tác hại của ruồi được. Lời tuyên án của Ngọc Hoàng làm cho các loài vật phấn khởi, còn con người thì trầm ngâm nghĩ ngợi. Tường Lan. Câu hỏi: A. Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những điểm nào? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng? B. Bài thuyết minh này có nét gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? C. Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gì? Chúng có gây hứng thú và làm nổi bật nội dung cần thuyết minh hay không? Hai nhỏ, đọc đoạn văn sau và nêu nhận xét về biện pháp nghệ thuật được sử dụng để thuyết minh. Bà tôi thường kể cho tôi nghe rằng chim cú kêu là có ma tới. Tôi hỏi vì sao, thì bà giải thích. Thế cháu không nghe tiếng cú kêu thường vọng từ bãi tha ma đến hay sao? Sau này học môn sinh học, tôi mới biết là không phải như vậy. Chim cú là loài chim ăn thịt, thường ăn thịt lũ chuột đồng, kẻ phá hoại mùa màng. Chim cú là giống vật có lợi, là bạn của nhà nông. Sở dĩ chim cú thường lui tới bãi tha ma là vì ở đó có lũ chuột đồng đào hang. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng chim cú, tôi chẳng những không sợ mà còn vui vì biết rằng người bạn của nhà nông đang hoạt động.